Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật diễn biến chiến trường Ukraine trực tiếp trên bản đồ. Và trong bản cập nhật này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tin tức mới nhất về những tiến triển mới xung quanh thành phố Bakhmut, về các đợt phản công của quân Ukraine vào các mạn sườn và về các hoạt động thanh tảo của Nga ở phía trong thành phố sau khi cơ bản kiểm soát hoàn toàn 100% từ ngày hôm qua. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với những chuyển biến đáng chú ý nhất trong vòng 12 giờ qua. Đó là những bước tiến công của quân đội Ukraine bên các mạn sườn hai bên thành phố. Về tình hình hiện giờ thì ở mạn sườn phía nam, các lực lượng Ukraine đã thành công tiến quân lên được xa hơn. Họ đã giành được quyền kiểm soát lãnh thổ tại khu vực này và đang nỗ lực tiếp tục tiến hành các đợt tấn công về phía Klitschivka, khu định cư duy nhất trong vùng. Về cơ bản, tại Klitschivka, quân đội Nga đang có hai mạng lưới chiến hào chính, thứ mà sẽ là yếu tố then chốt ngăn chặn quân Ukraine tiến quân vào được khu vực này. Trước hết tại phần này ở phía bắc của Klitschivka, khu vực mạng lưới chiến hào thứ nhất, đây là mạng lưới chiến hào lớn của Ukraine để lại, khi quân đội Nga đã phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể chiếm được nó khi tiến quân vào chiếm Klitschivka. Và đến bây giờ, sau thời gian đổi chủ, phần này có thể trở thành một chướng ngại đối với quân Ukraine. Tuy nhiên, có điều cần lưu ý là ở đây, nếu chúng ta nhớ về thời gian trước khi quân đội Ukraine tiến chiếm được khu vực này, thì nhìn vào bản đồ địa hình có thể thấy rằng, vào thời điểm đó, quân đội Nga đã tấn công từ các cao điểm phía đông Klitschivka vào. Còn vào thời điểm hiện tại, quân Ukraine lại đang tiến công từ hướng tây Klitschivka. Đây là một khu vực thấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine đang phải đánh từ dưới đánh lên, từ thấp lên cao. Và như vậy, rõ ràng các lực lượng Ukraine đang phải chịu cảnh bất lợi hơn nhiều so với Nga. Dù rằng khu vực chiến hào này không thực sự cao hẳn hơn các khu vực Ukraine đang tiến vào, nhưng địa hình phía sau cao hơn đương nhiên sẽ mang lại lợi thế cho Nga. Chưa kể tới việc Moscow có lực lượng pháo binh vượt trội và họ cũng đã có vài tháng đóng giữ ở đây. Vậy là nếu quân Ukraine tiếp tục tiến công về phía Klitschivka, thì họ chắc chắn phải chấp nhận thương vong tương đối. Tiếp đó là mạng lưới chiến hào thứ hai ở vùng tây của Klitschivka. Đây là phần khu vực mạng lưới chiến hào nhỏ và nó có các mảng rừng ở phía sau nó. Thực tế, có thể quan sát dễ dàng thấy trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy vùng chiến hào không thực sự quá kiên cố, cũng như rất dễ bị tấn công với thế trận hiện nay khi nó dễ dàng bị Ukraine đánh từ phía sau hoặc bao vây cả hai hướng. Vì vậy, nhiều khả năng nếu chịu sức ép đủ lớn, các lực lượng Moscow sẽ bỏ lại khu vực này và trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ thấy quân đội Ukraine tái chiếm được khu vực này. Tuy nhiên, về cơ bản, các lực lượng của Nga vẫn đang nắm giữ được khu cao điểm Klitschivka, thuận lợi cho phòng thủ hơn nhiều việc Ukraine phải tấn công từ khu đất thấp lên. Tóm lại, điểm mấu chốt tại Klitschivka sẽ là nắm quyền kiểm soát được hai mạng lưới chiến hào, từ đó sẽ nắm được quyền kiểm soát cơ bản đối với khu vực này. Và phe nào nắm được quyền kiểm soát mạng lưới chiến hào này sẽ nắm được quyền kiểm soát Klitschivka, do khu vực Klitschivka nằm ở bên trong thung lũng. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình ở hai mạn sườn phía bắc. Tại đây, trong ngày hôm qua, không có sự thay đổi nhiều về mặt lãnh thổ, dù rằng Ukraine vẫn tiếp tục tổ chức các đợt tấn công vào phòng tuyến của Nga. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, nghệ sĩ Prigozhin đã đề xuất với giới chủ hy rằng nên rút lui khỏi Sako, Ivanseti để lui về các vị trí ở Soledad vững chắc hơn nhiều. Tuy vậy, cho đến nay, quân đội Nga cùng với lực lượng Wagner vẫn đang cố thủ tại Sako, Ivanseti. Về thông tin về việc Ukraine đang dụ Nga chiếm thành phố Bakhmut, sau đó phản công ở hai cánh, hai mạn sườn Bắc Nam nhằm bao vây thành phố và biến Bakhmut trở thành tử địa với Wagner. Thực sự đây là một viễn cảnh vô cùng trông mờ, bởi Ukraine làm cách nào có thể đột phá được hai cánh, vượt qua được các tuyến phòng ngự cũng như hỏa lực của Nga trong một khoảng thời gian ngắn trên một địa bàn rộng để có thể kịp bao vây lực lượng Nga trong nội đô Bakhmut. Thực tế diễn ra đang khác nhiều so với tưởng tượng này. Trong suốt từ ngày 11 đến nay, quân đội Ukraine mới chỉ tiến chiếm được thêm các khu vực đất thấp, phòng tuyến tiền tiêu khó phòng thủ mà quân đội Nga bỏ lại. Vào thời điểm ngày 11 đó, Ukraine vẫn còn khu vực thành trì cao ốc phía tây cùng khu tây bắc nội đô Bakhmut. Và như vậy, Kiev rõ ràng sẽ có cơ sở và lợi thế nếu tiến công được nhanh ở hai cánh. Khi đó, họ có thể trong ứng ngoại hợp, gây hoang mang cho các lực lượng Nga. Thế nhưng đến bây giờ, hai cánh của Ukraine vẫn tiến rất chậm, vị trí lại bất lợi. Trong khi nội đô, đạo quân cố thủ coi như đã tàn nát, Nga lại có thêm động lực điều chuyển ra hai cánh nữa, thì Ukraine sẽ làm cách nào để có thể đột phá bây giờ? Tiếp đến, chúng ta sẽ vào phía trong thành phố, nơi các lực lượng của Moscow đang thanh tảo, dọn dẹp khu vực. Các đoạn video mới nhất về tình hình ở khu vực cho thấy, đang có những nhóm quân Ukraine co cụm tại một trong những tòa nhà và rất nhanh sau đó đã bị một máy bay không người lái của Nga phát hiện và quân đội Nga tiếp đó đã pháo kích, phá hủy tòa nhà. Cho đến ngày hôm qua, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát toàn bộ phần Tây Bắc cũng như phần lớn khu vực mảnh Domino. Và bây giờ họ chỉ cần dọn dẹp nốt một phần nhỏ ở phía tây nam dọc tuyến cao tốc T-0504 chạy vào thành phố. Và điều này cũng sẽ nhanh chóng thôi. Theo lời nghệ sĩ Prigozhin, các lực lượng Nga đang mở cuộc tấn công vũ bão vào thành phố liên tục cả ngày lẫn đêm cho đến khi họ khiến nó trong sạch.
Tuy nhiên, giao tranh ở phía tây nam này có thể phức tạp hơn khi Ukraine vẫn đang không ngừng gửi quân tiếp viện đến từ Ivanovsk để biểu thị rằng họ sẽ không rút quân khỏi phần cuối cùng còn lại của Bakhmut. Họ đang cố thủ tại các vị trí đóng quân của họ và liên tục gửi quân tiếp viện vào thay vì đưa quân ra ngoài, nên các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt tại đây, ở các khu vực phía tây nam này. Và như vậy, Kiev vẫn có lý do để tuyên bố rằng quân đội nước này vẫn đang phòng thủ vững chắc tại Bakhmut. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến nhanh với cụm chiến trường thành phố Donetsk ở bên dưới, nơi có thông tin mới về tình hình ở Avdiivka. Khi ngày hôm qua, Nga đã thực sự dội một cơn mưa bom FAB-500 tại đây. Nhưng video quay lại sau đó cho thấy rất nhiều khói đã được bốc lên trong thành phố. Bản cập nhật đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúc mọi người một ngày tốt lành.